Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn cái sản phẩm mới của mình. Đây là cái kìm bấm mạng. Các bạn có thể thấy đóng gói của sản phẩm rất là đơn giản, không có một cái thông tin nào được in ở trên vỏ hộp. Bởi vậy thì mình sẽ mở hộp luôn cái sản phẩm này nha. Đây là cái bộ sản phẩm của chúng ta này. Ở đây các bạn sẽ được tặng kèm 50 cái hạt mạng và 50 cái chụp nhựa này. Thuốc lô vít. Dao tách vỏ. Cái loại nhỏ nha. Đây là nhân vật chính của chúng ta, cái kìm bấm mạng. Không có thông tin gì ở trên này luôn các bạn. Có mỗi cái thương hiệu là cái chữ Tool này thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ nó ra luôn nha. Chiếc kìm bấm mạng của chúng ta đây các bạn ạ. Cảm giác đầu tiên của mình thì nó rất là chắc chắn, rất là đẹp, rất là ok các bạn, rất là đầm tay nha. Điểm đầu tiên mình thích ở chiếc kìm bấm mạng này đó chính là cái lẫy này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn coi nha. Các bạn thấy không? Khi chúng ta bấm vào thì cái lẫy này nó sẽ giữ cho cái chiếc kìm của chúng ta nó nằm ở những cái vị trí nhất định. Đó. Rất là ngon đúng không ạ? Khi các bạn tuốt dây đó thì cái kìm này này, các bạn thấy không? Khi các bạn vào trong này thì nó sẽ là cái vị trí nhỏ nhất này. Ví dụ như các bạn cái dây bạn to ngạn, bạn muốn tuốt ở cái vị trí là ngạn. Các bạn bóp tới vị trí này thì nó nhờ cái lẫy này nó sẽ giữ cái kìm lại và cái góc này nó sẽ không đổi. Mình tuốt dây nó sẽ rất là ngon. Bây giờ mình sẽ thử luôn cho bạn coi nha. Ở đây mình có một sợi dây mạng, bây giờ mình sẽ làm ví dụ luôn cho bạn coi nha. Các bạn cho vào cái vị trí tuốt dây này. Khi các bạn bóp này, thấy không? Ví dụ các bạn bóp tới cái vị trí này chẳng hạn. Khi bạn thả tay ra thì cái kìm nó giữ dây ở vị trí này luôn rồi, đúng không ạ? Rất là ngon. Các bạn chỉ cần xoay cái dây này. Sau đó chúng ta tuốt nó ra. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mình sẽ quay gần cho bạn thấy này. Rất là ngon đúng không ạ? Cái dây của chúng ta nó không hề bị xước vỏ. Với cái cữ ở trên cái kìm này thì mình đánh giá cái kìm này rất là ok nha các bạn. Không hề bị đứt vỏ luôn. Quá ngon. Còn ở đây chúng ta có cái lưỡi dao các bạn. Cái lưỡi dao ở đây để cắt dây. Các bạn thấy không? Lưỡi dao của chúng ta thì nó sẽ có hai cái vị trí các bạn. Cái vị trí này là sát nhất này, để chúng ta cắt những cái dây lớn này, cắt đứt hoàn toàn này. Còn cái vị trí nhỏ hơn này các bạn có thể tận dụng để tuốt dây, hoặc là cắt tới một cái tầm nào đó, nó sẽ cách ra một cái đoạn này. Các bạn sẽ lựa chọn cắt ở cái chỗ nào, tùy vào cái mục đích sử dụng của các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cắt thử cho bạn coi nha. Cắt này. Các bạn thấy không, cái vết cắt của chúng ta rất là ngọt đúng không ạ? Mình sẽ cắt cả dây này. Đó, rất là ngọt. Trước đây thì mình sử dụng cái kìm này. Đây các bạn, cái kìm này. Mình cắt cho bạn coi này. Cái kìm của mình trông vẫn còn khá mới nhưng mà các bạn nghe tiếng cắt này. Các bạn thấy không? Không ngọt đúng không? Vì cái dây của mình là dây cắt lăm nên là nó cũng khá là cứng, cái đồng nó rất là nhiều. Các bạn nghe tiếng cắt thì các bạn có thể thấy cái kìm mới này cắt rất là ngon. Đó. Hơn nữa thì còn cái tiếng kêu tạch 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 đây, rất là vui tai các bạn. Cảm giác cái kìm nó xịn hơn rất là nhiều. Quá ngon đúng không ạ? Chiếc kìm của chúng ta thì có thể bấm các loại dây thông dụng như là 6P hoặc là 8P. Đây là cái dây 8P này, 8P là 8 cái lõi các bạn. Cái dây mạng ở nhà các bạn ấy thường là cái loại 8P này này. Bây giờ mình sẽ thử luôn cho bạn coi nha. Để bấm dây thì các bạn sẽ cần xếp theo cái chuẩn A hoặc chuẩn B nha các bạn. Ở trên cái kìm của chúng ta đấy thì nó cũng có hướng dẫn luôn nha các bạn. Đây là trên kìm cũng có hướng dẫn luôn. Tránh trường hợp các bạn quên hoặc là nó sẽ tiết kiệm thời gian các bạn không phải lên Google tra. Các bạn có thể thấy này, đây là cái chuẩn B này. Chuẩn B thì có cái WO này. W chính là white đấy, trắng cam. Đây là trắng cam này các bạn, xong đến màu cam này, orange này, O này. Xong lại trắng xanh lá này, green các bạn. Trắng xanh lá thì xếp tiếp này. Trắng xanh lá. Mình vừa mới xếp lại các cái sợi dây cho nó gọn gàng các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt bớt cái đầu này đi một chút nha. Cắt bớt đi một chút để cho nó đỡ lè xè ở đây. Rất là ngọt đúng không ạ? Bạn nào quên thì xem cái hướng dẫn ở trên cái kìm này nha. Rất là chi tiết. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái chụp nhựa này. Cái chụp nhựa các bạn nhớ đút vào trước nha, không lát nữa quên. Dùng cái chụp nhựa này. Điểm tiếp theo mình thích ở chiếc kìm bấm mạng này đó chính là cái khả năng bấm các cái hạt mạng xuyên thấu nha.
các hạn mạng xuyên thấu các bạn thấy này, nó có một cái lỗ nhỏ đây để đút cái dây mạng đi qua, trông rất giống các cái hạn mạng thông thường thôi. Đây là một cái hạt mạng thông thường, các bạn thấy không, nó không có cái lỗ nhỏ trên này. Các cái hạt mạng xuyên thấu này thì có một lợi thế là các bạn bấm trăm phát trăm trúng nha, nó sẽ không bị trượt cái nào cả, nhất là các bạn mới bấm mạng lần đầu. Và cái chất lượng hạt mạng này cũng rất là ngon các bạn, mình xem nó có ký hiệu gì trên này cũng không có các bạn. Ở đây mình có một cái hạt mạng của Tenda này, quay gần cho các bạn coi, đây là hạt mạng của Tenda, các bạn có thể thấy này, các cái chấu đồng ở trên hai cái hạt mạng nó rất là đồng đều nhau các bạn đó. Chất lượng ở cái hạt mạng theo cái bộ kìm này rất là ngon như các bạn. Bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn coi này. Mình phải xếp lại cái dây đã, vừa rồi mình bỏ ra nó chạy mất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần cuối coi là cái dây của chúng ta đã xếp theo đúng chuẩn chưa nha. Đầu tiên là trắng cam này, cam này, trắng xanh lá này, xanh dương, trắng xanh dương, xanh lá cây, trắng lâu và lâu. Nếu như bạn thấy nhìn nó đúng rồi thì chúng ta sẽ đút vào cái hạt mạng nha. Bạn thấy không? Rất là ngon, cái đầu nó thò lên này. Và các bạn có một cái chú ý nhỏ ở đây là các bạn thấy cái vỏ nhựa của cái sợi dây mạng không? Các bạn đút nó cao lên một chút như thế này. Đó. Khi các bạn đút cái vỏ nhựa và nó cao lên đó, lúc mà các bạn bấm nó xuống đó thì cái ở đây nó có một cái lẫy này, nó sẽ ăn xuống cái vỏ nhựa, giúp cho cái dây mạng của chúng ta nó chắc chắn ở trong này, nó không bị tuột ra nếu như các bạn giật mạnh cái sợi dây mạng ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào cái lỗ 8P này nha các bạn. Lỗ 8P trên này. Các bạn đút nó vào. Đó, rất là ngon đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy không? Nó thò ra đây này. Và trên này thì có một cái lưỡi dao. Có lưỡi dao đây này. Cái lưỡi dao này sau khi chúng ta bấm thì nó sẽ cắt cái đầu dây thừa này. Và mình sẽ tiến hành luôn cho các bạn coi này. Đó, ok chưa các bạn? Quá ngon đúng không ạ? Đây là cái nhát cắt của nó các bạn này. Rất là đều các bạn, rất là mượt. Sau đó thì các bạn để ý này, các cái lưỡi đồng này nó sẽ ăn hết xuống rồi, nó cắm vào các cái lõi ở trong này, vậy là ok nha. Tiếp theo thì các bạn sẽ đút cái nhựa này lên trên, vậy là xong rồi các bạn. Các bạn thấy không, rất là nhanh, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là ngon, chính xác 100%, bấm phát nào được phát đấy. Thì mình nghĩ là các bạn mới sử dụng cái kìm bấm mạng đó, các bạn nên đầu tư cái kìm này, chất lượng bấm rất là ok. Hơn nữa thì các bạn có thể bấm cái hạt mạng xuyên thấu, và cái ưu điểm của cái hạt mạng xuyên thấu thì bạn thấy rồi đó, bấm rất là nhanh, rất là gọn và không trượt phát nào, quá tuyệt đúng không ạ? Cảm giác kìm rất là chắc chắn các bạn, rất là ngon. Còn đây là hai cái phụ kiện đi kèm theo các bạn này. Đầu tiên mình nói về cái thuốc đơ vít đi, các bạn có thể thấy này, nhìn cái nhựa là các bạn biết rồi, chất lượng hoàn thiện rất là ok đúng không ạ? Đây là một cái đầu vít này, cái đầu này là cái đầu PH2 các bạn ạ, PH0, các cái đầu thông dụng rồi các bạn. Đây có rất là nhiều đầu thông dụng, các bạn có thể dễ dàng thay đầu đây, các bạn ấn cái đầu này lên, đó, nó sẽ đẩy cái đầu này lên. Đây mới là cái đầu PH2 các bạn, có rất là nhiều đầu đây nha. Các bạn yên tâm là sử dụng các cái thiết bị điện tử thông thường đó thì tất cả cái đầu này nhà sản xuất đã thiết kế để các bạn có thể mở được tất cả các thiết bị rồi. Đấy, lục lăng này, đây là cái hai cạnh này, rất là ok đúng không ạ? Đầy đủ hết các bạn ạ. Gắn vào đây, trong này có nam châm nó hít rồi. Cầm cái thuốc lưu vít này cũng khá là thoải mái các bạn, rất là ngắn, các bạn có thể thao tác ở trong các cái vị trí hẹp. Còn đây là cái dao tuốt dây các bạn, cái dao tuốt dây. Và trên con dao này thì các bạn thấy không, ở đây nó có một cái miếng sắt được vát hình chữ U này. Cái miếng sắt nhỏ này giúp chúng ta có thể bấm các cái hạt mạng ở trong cái ổ điện âm tường đó. Ở đây thì mình không có sẵn cái hạt mạng âm tường để mình thị phạm cho các bạn coi. Nếu như mà các bạn dùng thì các bạn chỉ cần cho cái dây mạng vào, các bạn ấn nó xuống, vậy là được. Cái này rất là dễ làm thôi, các bạn chỉ cần gặp là các bạn sẽ làm được. Nói chung là trang bị rất là đầy đủ. Trên dao tuốt dây của chúng ta thì còn được trang bị các cái vị trí để tuốt các cái dây có kích thước khác nhau. Bây giờ mình sẽ thử cái con dao tuốt dây này cho bạn coi nha. Cái vị trí đầu tiên là cái vị trí lớn nhất này, chúng ta sẽ tuốt cái dây to cỡ như dây mạng này, bạn đút vào này. Trên cái dao tuốt dây thì nó cũng có một cái lỗ đây, các bạn đút ngón tay và các bạn xoay một vòng, sau đó thì các bạn trượt ra, rất là ngọt các bạn, rất là ok. Mình coi nào, các bạn thấy không, vết tuốt ok luôn đó, không hề lẹm một cái dây các bạn, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây là chiếc kìm của chúng ta,
Rất đẹp các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn, thì hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.